cá thì cực kỳ nhiều, cực kỳ nhiều luôn, cả rô phi và cả ấy cá chép. Kéo đến mà rồi cá nó kéo đến. Sát cá, sát cá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 con. 19 con, 2 con nữa, 19. 21 rồi. 19, đây, 19. 23. Chứ ít rồi à? Chuyển đến sọt sang bên này. Đấy. Đỏ đen đúng không? Thôi, đỏ đen rồi đấy. Đấy. Ấy, ăn cay ăn đắng làm cái gì? Dưa chuột, ờ không. Dưa chuột ăn mẹ ớt thêm về. Linh sụi ăn sụi dại. Ok, hello chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với channel Con Vlog của Số Châu Phi. Video hôm nay là như lời hứa của Elip là tạt ao đã chép giòn đấy. Thì hiện tại là anh em mình đang có mặt ở ao để lấy cá rồi. Mình với anh Quý với là tất cả anh em, anh Tiến, anh Đông với là có cả anh Bảo với gì đến đây để lấy cá. Đây, rất là nhộn nhịp luôn. Yep. Cá thì cực kỳ nhiều, cực kỳ nhiều luôn, cả rô phi và cả ấy cá chép. Cá chép đâu nhỉ? Cho co cho xem con cá chép nào. Bắt cá cái chép. Đâu đâu? Đâu cái này là cá ấy chứ? Không phải. Cá chép chép. Cá chép mà ôi đây, cá rô phi đây. Rô phi đây. Ôi rô phi đây. Nhiều chưa? Vô, bê ra, lên bê. Đấy, trời, chép chép thế đâu. Ôi trời ơi. À đây đây đây, cá chép đây, cá chép đây. Cá chép đây các bạn ơi. Đây, ui giời ơi, đẹp chưa? Ui giời ơi, rô phi ơi. Rô phi ơi. Ui giời. Đấy. Đâu đâu? Đâu? Gì ấy? Cá gì nhỏ nhỏ gì đi ấy? Kiếm con to to ơi. Ôi giời ơi, nhiều lắm các bạn ơi. Hiện tại là số lượng cá thì chưa biết là bao nhiêu, nhưng mà theo như tình hình anh em bắt được là cũng khá là nhiều. Khá là nhiều nha các bạn. Cả cá chép rồi là cả rô phi. Cá chép thì nhiều hơn rô phi. Rô phi đây là toàn rô phi sót thôi. Ở đây là toàn rô phi sót lại. Chứ chưa hề thả rô phi mới vào đây. Rô phi sót của cú hay sao ấy các bạn ạ? Mà mình thấy rất là nhiều. Và tí là số lượng bao nhiêu thì để cho anh Lim Philip chia cho anh em bao nhiêu thì cầm về bấy nhiêu thôi. Đấy, như đã hứa thì tầm đó là 150 con. Đấy. Khá là nhiều. Đây 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 đây. Đây 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 có con đấy, to. Đây. Đấy. Ôi. Đấy đấy đấy, đây là rô phi. Kéo đến mà rồi cả nó kéo. Sát cá, sát cá. Đang nhiều, đang cực nhiều và đang hút nước lên tên. Cá đâu kéo đến mà. Cá đâu có lỗi chết chết chết. Hả? Mở cái nắp ra, tí ra tạm à? Ôi. Nổi hết rồi bạn ơi. Nổi lá. Chìm rồi. Chìm hết rồi. Để vớt vào đây. Còn một đoàn cá chép khỏe lắm. Con cá chê đang trơn trơn rồi. Ôi đang sấy. Cá chép này về là nuôi được trong nước lắm đấy không ạ? Khỏe. 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 Ui được. Được đục thế. Đục mùa mưa nó đục mà. Cũng đục lắm đó. Nhảy xuống đấy mới thả chứ. Ui giời, được cái cao lắm. Hả? Ê, cả đây, đấy đây, cả đè đây. Đây cả đồ phí đè đây, đông đây. Ơi, cá con đây. Cũng một cá nó đẻ vào cũng nguồn. Nước chảy. Nước chảy. Nước chảy lên đè. Bèo nhiều. Cá chép này sao vậy? Hả? Cá chép này sao nó vẫn đẻ không ạ? Nói chung đặc luôn, cả phí đè nhiều lắm. Có con cá coi rồi. Mấy con? Đấy đây, nồi đấy đây. Hơn trăm con mà. Ờ. À mình khả năng trả thôi mấy cá chép. Rồi giờ cho bạn bắt hết luôn được mà. Bạn ở trước hai anh em đi thủ đô mua được mấy con cá chép thì.
Về nè. Xuống đây đó. Người ta mà ăn hôn rồi. Là không thể nào bắt được nữa đâu. Hôm sau về Việt Nam phải mua nước vét trang mới bắt được. Đâu ơi. Người ta. Chỗ này xong rồi câu cá được không? Được. Là ô tê đổ đi. Ờ là ô tê thấp hơn. Để múc cái nước đổ vào đây đã. Mua chút nước đổ vào cho nó. Là ô tê đổ đi. Đúng rồi. Cá coi đây. Ôi đây này. Hả? 100 con mà. To này cơ mà. 100 con mà. Múc cho thêm nước vào cho nó. 100 con. 100 con rồi á. Ờ. Mua bao tiền? Đâu anh Vương nhỉ? Ờ. Bữa lên video nói gì? Được đi, được đi. Vừa xuống đây thăm nhỉ? À. Đây phải đổ cái nước này vào. Lên nó nhà mà lấy. Quen nước. Mai đặt một xe lên. Pha vào. Lấy hết. Pha nước. Lấy hết. Lấy. Nhảy nó chê. Nghiêng nhỉ? Ôi nắng. Nghiêng nhiều nhỉ? Nặng gì? Ờ cái đất dốc. Bùi cá lên đây đây. Đấy, bay cờ đá nổ đi. Thế này. Bạn nghiên cứu cách nào là bắt con mấy cá chép to đấy. Cân một con rồi. Con nó tôi gửi đây mà. Lên trên đi. Là đi đây nhá. Ôi hôm nào phải vào sửa lại cái chỗ này thôi. Chỗ này á? Đấy chỉ ban chỉ cần đầu tư tiền là được mà. À không vào quý sửa nhá. Ờ. Tiền quý sửa nhá. Được. Đốt đi. Đốt làm video một tập đốt. Nếu mà đốt thì đầu tư mỗi bật lửa thôi có gì đâu. Đây bật lửa này. Không phải đầu tư à? Rồi đoạn đi cò chúng mình lên này đẹp này. Sao đây cho rêu đi cứ đi bắt thì chứ có khó này. Đâu? Đoạn này chúng mình cò lên. À, cửa cá chết. Cò lên quanh ao đẹp đấy hề. Hả? Ui, đấy. Cá coi. Hey, hey. Cá coi to chưa? Ui, cá coi. Coi to lắm. Bảo ơi. Coi gì xuống bắt đi mấy con này. Coi gì đấy mà. Cái này sông bơi phát nhỉ? Hả? Cái gì nó mày con đẹp đấy ơi. Này. Đấy, nổi cá coi nổi nhiều lắm. Đây được rồi hả? Được rồi đấy. Đây, cá coi nhỏ đi. Cá coi con đấy đi. Đâu? Có nổi xuống được rồi. Mày chạy đấy. Được. Bạn thử xuống cái. Thôi, xuống cái lùn người đó. Nút người đấy. Mệt rưỡi đấy. Chỗ đâu có xuống được rồi. Thử được, thử đấy. À, được, được, được. Đoàn này càn. Đoàn này càn nhất. Càn nhất đó. Không xuống được. Đổ rồi. Đổ rồi. À, đồ ừ, chửi đi là tổng hợp bao nhiêu loại cá chưa có cá trê nữa đấy. Thôi đừng thả cá trê vào. Ừ, vứt đi. Hả? Cá trê lên mình thả. Các ông không thả cái trê mình không, thả chứ. Thả cho nó ăn tạp tạp đằng dưới. Ờ, có cái ăn cá coi đấy. To lên ăn cá coi đấy. Để đồ được mà. Gần nó chết, to lên ăn cá coi. Đồ để đếm. Cá trê bên đi làm chi? Vứt đi. Đừng nhú một tô mình thả cái trê. Đâu, cá trê thả đi xuống. Nhớ. 8, 9, 10, 11. 12 rồi. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 con. 19 con, 2 con nữa, 19. 21 rồi. 19, đây, 19. 23. Chứ ít rồi à? 21, 23, 24. 25. Cộng 5 con nữa là 26 rồi. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 con. Ôi, cả chê rồi. Tê. Ôi, hết rồi. Chưa, 2 con. Ô, rồi 37, 40 con à? 40 con. Thế là được rồi. Thế, Linh Phi Líp, 100 con. Đùa ấy. Cá giống cá chép. Đây áo đi cho bảo với bản trong mình thì nhiều hơn. Không mình cháu được tầm thế. Đợt trước mình lên luôn đa ăn 2 nồi cá chép là mất gần 10 triệu thì Việt Nam. Đúng rồi, luôn đa 208 mà đô 60 thì hai nồi lẩu. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Luôn đa đặt. Triệu à? Đặt đấy. Đây tôi gửi đây 5 con. Cá chép bên này thì nói nhìn đắt. Hơn cân một con này. Cá chép bên đây đắt. Ê, cá con này, cá con này chuẩn bị đi đấy này. Nước đẹp này. Tính ra một con cá chép như thế này, bạn ăn một con cá chép 2 cân như thế là bằng gần bằng con mê ở Việt Nam mình. Này, 2 con là 4 cân cá chép và hôm đấy là ăn có bao nhiêu? Ao này giờ nhiều cá lắm ấy. 10 người. Tầm 7 tháng, 5 nữa thì nữa thật chứ. Lấy lưới mà đi vớt thì sướng này. Nghĩ đến cái đoạn đấy thì sướng này. Cái này là lấy lưới vét về. Nhưng mà thả nhiều bèo quá. Không bèo không thả ít đấy, để đó như đấy. Tiến này. Bèo này tấp móc lên tiến nhưng mà bón phân. Thế này bạn nghiên cứu một cái cần. Thế này là được rồi, có nhiều. Quế. Có nhà gặm nó bay một đống. Ừ, cho một. Cho nó bay một đống. Mai bạn cứ làm cái cầu từ đây xuống. Ô còn cả đâu đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Xe đạp còn đạp. Ê con đi. Cá nó nổi lên này. Cá gì ấy? Coi. Coi. À lên dần. Nó cá mập. Ui, đây về, đâu rồi. Coi à đúng rồi, con là to nhất của bạn, con đoán rồi. Con màu đen. Con to nhất của đá nó màu đen. Đen trắng à? Thằng đéo nôi nữa. Chức bơi thi ở đây. Bạn bơi không?
Chiến hàm mã mà. Ê, anh trai của anh Viên đấy. Mình đi sáng đấy thì cá nó lại chạy sang bên này. Làm đâu? Khổ lắm. Đấy 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 đấy. Con này bị nhào đấy. Đấy đấy đấy. Nhào. Nhào đâu đây? Không phải con này. Quý ơi, cái khu này bạn cứ làm cái gì, chỗ này hơi đẹp luôn. Đây tôi sáng ra đây. Resort á, resort sang đây đi. Chuyển đấy, resort sang bên này. Đấy. Đỏ đen đúng không? Đôi đỏ đen rồi đấy. Đấy. Ý. Còn đến nơi. Những cái tàu này. Mà bảo vệ cái góc này là dễ câu lắm đấy nè. Mình ra làm resort sang bên này. À. Mà bởi vì... Thôi đẹp chưa? Làm sáng đấy nó xá chuông trai luôn này. Có chả vẫn có bán cước nha, cước câu. Gabi ơi. Nói zoom ra kìa. Zoom được, zoom được. Ui coi. Đây nha, tôi trông khoai ở ngay bơ để cho cá lên đớp luôn mà, thấy không? Được đi. Ừ. Con kia hình như là kiểu nó nhao nhao. Bạn thử lại đùng gần nó xem nhao không? Bảo ơi, cách là vô rồi. Vô. Ta bùng ta thì làm một tập xuyên đêm trong bàn. Đoán đi dễ câu lắm đấy này. Ừ. Đoán đi góc khuất đi. Đừng mà làm một tập xuyên đêm, phù hợp các bạn. Bảo vệ tối đi ra đây. Làm cái tròi. Thế này. À không, làm cái tròi trên cây. Thế này. Con này. Hay đấy hả? À. Nghiên cứu cái tròi trên cây được ấy nhỉ? Thì cái khu này là đất là để san đất ra để làm để resort đó. Resort bên tây là định đốt đó. Đốt gì? Để đấy chứ. Cái chỗ đấy là để cho công nhân ăn uống. Bạn xem bên nào tốt thật. Ừ. Có đấy đấy. Mùa này nước đục thôi, bữa trước nước trắng là lên tương đoan cả. À, lên cả đán luôn. Rô phi cũng to, cả chẹp cũng lên. Cả... Đây, rồi. Mình làm nào bắt được mấy con thì. Không bắt được cái quỷ bằng chó này chứ. Chó bắt đây, bắt đi. Không bắt được đâu. Bạn cứ thoải mái gì. Ngớp đi nhìn này, cái đấy chứ có cái trong bát bắt bao lớn. Không bắt được. Bắt em lại gần cái lần luôn. Ngớp đầu, mò vẫn ngớp, ngớp đi nhìn nhá. Đố mà làm gì được tao. Bơn phạt được luôn. Cá tôi ấy mà, cá huấn luyện đấy. Đấy, đung ấy xuống ngay. Lần ngay. Mất tích luôn. Ừ. Đấy này. Thôi để tôi đưa cá vào thả đi không. Thôi. Ok, ui đây này, để lên đấy, dưới lên đấy này. Ừ, anh Tiễn hợp coi đang mà dưới lại đấy này. Ít vừa là chuyển sang okay. Tiễn coi thôi. Chớ cảm ơn người nhá, đấy, cảm ơn Link Clip nha. Được 40 con. 40 con gà chép. Vẫn đói ạ. Được 2 con gà trê. Được mấy miếng cá, không biết sang chạy rồi có gì ăn không nhỉ? Có. Chưa chuột. Đúng không? Làm quả dưa chuột đi. Để làm quả dưa chuột đi. Ờ, sáng hái dưa chuột. À, cái giam tên mai pê xì á? Dạ, ta mê tên mai pê xì. Giá tên hồn lista. À, nói thì tên con rô la bè. Dạ. Cẩn thận là quy ra đủ không là có cần thủ đến nhá. Dạ. Đấy, bà nói thế vẫn hiểu đấy. Con tôi lên nè, bà nhanh nấu đá. Ê, con nó xem là con tôi lên bè. Nào, yêu nào. Ê, lê anh tra kì. Controla bene, eh? Vamos controlare giunto. Controlla Eliso. Eli, cuida d'Eli. Io no. Io lo consiglio di controllare. Eli Asing, Eli può ficare qui a te là 10 metri. No, vai mai prossimo. Yeah. Se non so Deni. Da bene in cadda. Questa non è per gli oppesi. Không được cho tiếp xúc gần ao, nghe chưa? Cách 10 mét. Cách 10 mét. Bạn được đấy, uy tín đấy. Tôi, bạn thấy không? Bạn thấy tôi uy tín không? Chỉ có thằng này thì được, thằng áo đen này không được. Đó, xem có quả trứng gà trứng vịt nào anh em mình luộc. Hả? Đây giờ chỉ có trứng ngan thôi. Trứng ngan. À, đây vào trong kia với tôi chơi đi. Trứng ngan nhiều. Để đi ăn đói lắm rồi. Hả? Đưa ra em thử thử đi. Hả? Ờ. Đây này. Bạn này. Hả? Các bạn này. Đi chọn của Tiên Nguyễn này. Chồng hôm trước là mua là giống tôi quảng cáo nha. Đây là hôm trước là Tiến Nguyễn là mua về tặng Quang Ninh Farm. Cây đu đủ quả to như này, dài, ruột đỏ. Nhưng mà hiện tại bây giờ sau thời gian in vào đấy tôi nói nốt. Sau hơn một năm trồng và chăm sóc rất là nhiều phân bò, phân dê rồi là nói chung là rất là nhiều phân vào thì cây đu đủ đó. Vân vân và vân vân. Được à, đu đủ được. Đu đủ được. Đấy. Cái tàu đó mới hóa được tốt lắm. Chuyển đấy. Chuyển giới. Chuyển giới đã chuyển giới thành công. Trồng mãi được cây đu đủ lên cây đu đực mới đau. Ai nhưng mà cái hoa đu đủ đực này mà để uống nước mắt đi ăn lắm để uống nước được cây đu đủ rồi chuyện này nó đủ đực cái này mới nữa là sẽ dọn dẹp lại các bạn mùa mưa bão đang mùa mưa bão nên là nó sập sệ quá đúng được mỗi cây hoa giấy là được mỗi cây hoa giấy với cây hoa mẫu đơn. Đấy, ý tưởng là sau này cây hoa giấy sẽ leo lên cái dàn này leo lên cái dàn này xong là rất là đẹp. Đẹp. Ừ. Hai dàn hoa giấy ở đây cơ mà. Ôi rồi. Ô,
ông Linh ông ấy bảo mình là đi ăn dưa chuột mà. Xong là ông Quý đi đằng kia, mỗi ông đi một ngả thì bị anh em biết. Anh em mình là đấy. Anh em mình biết theo ai? Anh ra trang trại nè, giờ là anh em là thân lắm. Anh em bạn bè thân nhau. Cứu tít. Ra trang trại là thân được hàng tháng đó. Ốm thì là anh nấu cháo cho ăn. Anh mua thuốc. Anh mua thuốc. Anh nấu cháo. Cháo anh bưng lên tận mồm. Khỏe thì ra đây, ăn là em chạy đi trước. Khỏe thì ăn để em chạy đi trước. Kệ chúng mày. Ăn lắm. Ôi diễn viên là bọc hết diễn viên rồi. Diễn viên treo, diễn viên treo lủng hết rồi. À, chuối ra quả hết rồi đấy, giờ ra buồng hết rồi. Có bàn tay là của anh Thế, anh Hậu. Anh Hậu mới Thế là nhận đi chăm sóc cây. Anh Hậu, ký xem bao, quả nào xào được hái về xào ấy. Bao lại nữa. Này, nhớ năm ngoái anh em mình vào đây ăn trộm ngô nhỉ? Đây, lại một vườn ngô. Nhìn thấy cái vườn ngô này là bao nhiêu ý tưởng bắt đầu nó nảy sinh ở trong đầu rồi đấy. Hả? Các bạn ốm thì anh đi mua thuốc, anh đi bưng cháo cho. Bây giờ khỏe rồi là thôi, ăn là chạy vào trước rồi. Ủa rồi. Ừ cũng được ấy. To thế. Thôi để còn to để cho Tiến. Không quả nhỏ thôi. Thôi. Anh quả nhỏ xinh xinh. Đưa. Đấy, bảo đói. Bà cho tớ quả kia. Đấy, quả đấy. Ôi, thu hoạch đi. Bạn đã thu quả bên này. Ừ. Thon đấy. Đây á, quả này dưới đất bẩn rồi. Thế đây, chào các bạn này. Đi thu hoạch đi. Quả ngon này. Em quả đấy. Hả? Lại hái thu em quả này à? Bông mím này. Quả này ngon này. Ừ nha. Đấy, bông mím này. Đấy. Quả này mình ngon này. Đây này, quả nó vừa này. Quả này ngon. Ừ. Hái cho Mateo mới cabin quả. Đây. Bạn hãy vào trong bà con trong đấy. À ừ, để tôi hái mấy quả vào trong đây cho anh em trong đi. Bứt mấy quả to ấy. Hái dầu thôi, hái nó dầu. Ăn xong quả dưa chuột này nó đầy đủ các dưỡng chất luôn. Có muối không? Dưa chuột. Bây giờ có tí muối, có ớt ở đây nữa là đẹp đúng không? Nó chín đấy. Không ớt. Dưa chuột ăn với ớt cay mày ngon. Ăn mặn, ăn ngọt, ăn ấy, ăn cay, ăn đắng làm gì? Ban. Ăn ngọt ăn ấy ăn cay ăn đắng làm cái gì? Dưa chuột. Dưa chuột ăn ớt như thế. Linh sự ăn suy giảm. Cay áp. Ăn rồi đi lửa các anh. Mình à. Cay đắng là không ăn. Ngọt này. Hả? Cái gì? Thôi anh thả cá. Không. Chúc bạn thả cá thành công nhé.